Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng tôi, chủ nhân của đêm nhạc ngày hôm nay, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang và sẽ theo dõi chương trình Cùng Hát Lên Nào. Mình là Châu Đăng Khoa đây. Gần đây thì mình có ra mắt dự án mới rồi, và cho năm 2022 này thì chắc chắn là sẽ một loạt dự án, tại vì 2022 này chính là kỷ niệm 10 năm Khoa bước chân vào cái nghề này. Sẽ có rất là nhiều những cái dự án hấp dẫn mà được Khoa ấp ủ từ khá lâu. Một chuỗi dự án nó sẽ bắt đầu, đó chính là một album kỷ niệm 10 năm. Một album sẽ bao gồm 14 bài hát mới, mà trong đó thì Khoa chỉ hát có một bài à. Còn lại thì những ca sĩ mà đã gắn bó với Khoa trong 10 năm vừa qua thể hiện những bài hát trong album đó, 14 cái khúc mới hoàn toàn luôn nha các bạn. Và bên cạnh đó là một quyển tự truyện mà Khoa đã mất 4 năm để hoàn thành. Nó sẽ nói về 30 năm đầu tiên trong cuộc đời Khoa, mọi thứ sẽ ở trong đó. Và một album dành cho Sophia. Và có một ước mơ, đó chính là cuối năm có thể làm được một mini concert hoặc là một concert lớn, thì mọi thứ sẽ quá tuyệt vời. Sao giờ? Xin chào Khoa, được gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang có mặt ở đây cũng như là các bạn khán giả đang xem truyền hình. Một lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Khoa, hôm nay là đêm nhạc của em trong chương trình Cùng Hát Lên Nào. Khi mà em ở trong em nghe các bạn người chơi của tụi anh trên này hát những bài hát của em á, thì cảm xúc của em ra sao? Em nghe là em biết ai bị loại liền. Thì ra em chính là cái máy chấm giọng hát đó sao? Đúng vậy, chính em. Đầu tiên phải chia sẻ cảm xúc của mình, đó là rất là tự hào khi mà mình được lựa chọn có một đêm nhạc điên như thế này. Điều đó chứng tỏ là âm nhạc của mình đã có thể lan tỏa đến mọi người và nó giống như trở thành một cái thương hiệu riêng. Thường thì mọi người hay nói tới em là nhắc tới đẹp trai thôi. Nhưng thật mà với hay than ế trên mạng xã hội nữa. Dạ, nhưng mà hôm nay thì có thể tự hào thêm đó là nhạc hay nữa. Đúng không các bạn? Hôm nay thì Khoa sẽ mang tới tiết mục gì để dành tặng cho các bạn khán giả ạ? Thường cái dòng nhạc mà Khoa làm cho người khác hát và nhạc mà Khoa làm cho Khoa hát thì nó lại khác nhau lắm. Nhạc mà Khoa hát thì thường là Khoa bán không được, không ai mua hết, nên là Khoa để Khoa hát luôn. Và cũng còn khá là nhiều bài như vậy, nên là mình để mình hát, nên là chắc là năm nay ra album mình tự hát luôn đi. Wow. Dạ. Album bao bài ạ? Nhiều lắm anh, vô số kể. Vậy là nhiều bài không được mua lắm nha. Dạ. Mọi người sẽ được nghe. Một sáng tác được mang tên là City Light ạ. Đêm lại về những muộn phiền cứ quấn quanh ở đây, nhìn người nói dòng người khẽ bật cười, mà tâm mình như vỡ đôi, lạc nhau giữa Sài Gòn trong mọi mòn, cứ thế đi tìm nhau, ánh đèn cùng nhuốm màu cô đơn. Mơ với nhau bàn chân ai đi phố quen của ta lên đèn, ngân nga theo vài thanh âm. Trên chân đi giờ tan ca, chỉ riêng cô đơn với ta. Đôi vai khẽ co giò hát to to yeah. La 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 la.
see the light. Baby, can't you see the sort of city light? Baby, can't you see the sort of city light? Baby, can you see me? Quanh ở đây nhìn người nói dùng người khẽ bật cười mà tâm mình như vỡ đôi để lạc nhau giữa Sài Gòn trong mỏi mòn tương thế đi tìm nhau ánh đèn cùng nhuốm màu cô đơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.